Hello, xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đến với kênh HTT Channel. Và các bạn ơi, không biết mọi người hiện tại đang nằm ở lớp mấy cuộc đua Heroic rồi. HTT thì đang kẹt ở lớp 2 các bạn ơi, not 5. À, anh em mình bây giờ quậy nhẹ cái free pin đi các bạn ơi, cho nó nhanh chứ ở đây mình thấy dướng chỗ này hơi lâu rồi ha. Wow, anh em mình được bỏ qua luôn các bạn à. Quá là tuyệt vời ha. Lên thẳng lớp 3 và phần thưởng của anh em mình là một cái hộp quà. Đây, happy birthday. Rồi, chỗ này thì nhiệm vụ tiếp theo của anh em mình sẽ là cành cây hoặc là... Ủa, không, thu hoạch các bạn à. Đây, anh em mình sẽ đi thu hoạch nhẹ. Ôi chà, không ra được cái búp nữa hết. Còn lại là chúng ta sẽ đi thu vàng nha. Let's go. Rồi, chỗ này thì anh em mình cần phải đó là đi mua lại các bạn ơi. Và mình lựa chọn là mình mua cái rẻ nhất nha mọi người, để cho nó nhanh. Chứ các bạn mua mấy cái kia thì nó sẽ khá là lâu. Ở đây thì cần 30 giây thôi là anh em mình sẽ thu hoạch lại được một lần nha. Đỡ ngược lại thì anh em mình sẽ thu hoạch nhiều lần thôi. Và các bạn ơi, HTT thì có bán những cái mảnh Orbit rồng cho mọi người. Các bạn đang cần những cái mảnh rồng để có thể nâng sao hoặc là summon ra những cái bé rồng VIP, thì các bạn đừng quên liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook nha. HTT thì hay có rất là nhiều mảnh rồng nha mọi người. Đây, ok, bây giờ thì lượm nhẹ. Rồi, chỗ này thì chúng ta sẽ đến với là... mình sẽ đến với hôm nay mình đi gẹo nhẹ trong cái khu vực quest nha. Hôm nay khu vực quest của chúng ta có cái gì đặc biệt nào? Advent các bạn, sự kiện này tồn tại trong vòng khoảng 2 ngày và anh em mình sẽ cày được cái điểm... À, cái này kêu bằng cái gì nhỉ? Maraca hả? Ôi, tiếng Anh mà người Việt đọc hơi căng nha. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ trải nghiệm nhẹ sức mạnh của thành viên nào đây? Đến với nữ hoàng. Ôi thôi, nữ hoàng này nó full tím rồi. Các bạn ơi, anh em mình cho Heroic mới đi nha. Heroic mới của mình hiện tại đang nằm ở răng bạc 3 thôi các bạn ơi. Wow, cái độ hổ báo không hề nhẹ tí nào ha. Rồi, lên dĩa. Ngon lành ha. Chỗ này thì anh em mình sẽ luyện răng bật nó nhanh hơn nè mọi người. Ở đây thì anh em mình đánh nó tăng được gấp đôi á các bạn. Nếu không lầm là tăng được gấp đôi điểm ấy. Giống như là một con các bạn đánh được tầm khoảng là một điểm đúng không? Nhưng mà ở trong đây các bạn quýnh một con các bạn sẽ được 2 điểm. Đó, cho nên nó là khá là ngon ha. Anh em nào cày răng thì chui vô đây cày nha. Đó, cứ bay vô đây vả thôi các bạn ơi. Rồi, chỗ này thì victory. Còn ở cái dàn phía dưới này là anh em mình cần có những cái bé rồng mới đánh được trong khu vực dưới đây nha. Còn không thì anh em mình kéo xuống tuốt phía dưới đi. Đây, chúng ta sẽ đánh được ở cái khu vực này. Kiếm thêm được tầm khoảng là 10 ha các bạn. Mình nhớ không làm là sẽ được 10 Orbit của Heroic dòng mới luôn ấy. Wow. Rồi, xử nhẹ cho một mình cân 3 tiếp nha. Victory các bạn à. Ổng áp hen. Ui, được 5 hả? Tiếp theo thì sẽ được 10 nè mọi người. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ra ngoài và xem thử coi. Đi thu hoạch nhẹ tiếp. Rồi, ổn ha. Chỗ này thì mình đang cần là búp. Ui chà, khá là nhiều các bạn ơi, cần khá là nhiều búp. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với một cái khu vực khác là khu vực list đi. Vào đây giao lưu nhẹ coi. Wow, bé rồng thì mình sẽ mang Heroic nè, kèm thêm nữ hoàng nha, búp thêm một em nữa cho bé này đi. Rồi, ok, let's go. Wow, bạn này level 34 nha mọi người. Đây, giao lưu nhẹ cho nữ hoàng ra cưa trước một cái nha. Wow, sau đó thì mình sẽ cho thành viên mới này đây. Đó, em này thì sở hữu cặp sừng hơi bị bén nha, còn kèm thêm bé bét nữa. Rồi, nữ hoàng của mình tiếp tục ra nhiệm vụ là cưa máu nha các bạn. Bạn nào mà xem video đến đây rồi mà chưa có like, đừng quên để lại cho HTT một like nha. Nhớ đăng ký kênh luôn để ủng hộ nhẹ cho HTT Channel nha các bạn. Rồi, bây giờ trải nghiệm nhẹ sức mạnh của thành viên nào. Ôi chà, con này nhìn nó khá là giống như con gà mái ha các bạn. Ôi, đam gì to thế. Ôi ôi, nó đam to quá các bạn ơi, nó bế luôn thành viên đáng yêu của mình à. Mình đang để dành cho cái bé mới á, cho nên nó hơi yếu một tí. Đang định để dành mà nó bế luôn. Rồi, bây giờ thì anh em mình sẽ đến với khu vực list và chúng ta tiếp tục thể hiện kỹ năng.
Wow, gặp đội hình như thế nào đây? Heroic, oh my god. Mới ra thôi là cái con Heroic này nó vả mình một phát đi du lịch xa bờ luôn các bạn à. Cày dễ sợ ha. Rồi, bây giờ thì nhờ tới nữ hoàng đi, lắm. Nhân vật tiếp theo vẫn thu dòng Heroic và con này level là 30. Sát thương nhân 2 đến từ nữ hoàng Ma Cà Rồng các bạn à. Ôi, hết sảy nha. Ôi, mạnh dữ. Ca này mình sẽ khử, để mình khử, chắc không nọ, không đủ đam nữa các bạn. Theo mình thấy là sẽ không đủ đam. Đó, còn thiếu một chút xíu thôi hả. Rồi, tầm này thì cho Heroic ra nó lụm là vừa nè. Yeah, victory nha. Được thêm 3 viên game bỏ túi nữa. Chỗ này anh em mình ra thu hoạch xương xương cái. Rồi, ở đây thì anh em xem quảng cáo sẽ nhận được những cái phần thưởng nha các bạn. Đây, anh em mình cày xì khói luôn ha. Ở đây thì anh em mình ra được chiếc rương. Nếu như hên hên thì sẽ ra được một cái con gọi là thuộc dòng Ma Cà Rồng luôn. Còn nếu như không thì anh em mình sẽ được Orbit nha. Được 10 mảnh Orbit cũng khá là ổn áp ha. Rồi, chỗ này anh em mình lại tiếp tục đến với khu vực list đi. Vô đây giao lưu nhẹ coi. 38, anh em mình mới có 33 thôi. Đánh toàn là những cao thủ không các bạn à. Cao thủ mà anh em mình thấp thủ vô quýnh xì khói luôn. Wow, rồi chỗ này thì u chà 2 sao các bạn ơi. Gặp phải hàng xịn sò rồi. Một cao thủ. Ây cha, nó quýnh cả ba con của mình luôn ấy. Con đó nó quýnh làng ghê gớm nha. Rồi, victory. Đó, các bạn thấy chưa, nữ hoàng Ma Cà Rồng của anh em mình hơi bị bá đạo luôn nha. Anh em nên sở hữu một cái con đặc biệt này. Lượng sát thương của nó có thể giật đam lên tới 6 lần. Bình thường thì bèo bèo là 3 lần các bạn ạ. Kèm thêm khả năng hút máu rất đỉnh nữa. Bé đầu tiên mà mình khuyên các bạn nên sở hữu sẽ là bé Gold. Và bé thứ hai là sẽ là nữ hoàng Ma Cà Rồng nha các bạn. Với khả năng hút máu đẳng cấp. Đây, khả năng giật đam này các bạn xem nha. 1, 2, 3, 4, 32.000. Lượng đam hơi bị căng nha. Rồi, khi mà bị mất máu anh em mình xài chiêu 1. Bật cái hút máu lên thì full cây. Tầm này thì quánh rất là sướng luôn các bạn à. Rồi, thành viên tiếp theo sẽ là Ludo. Bé này đó thì đây anh em mình bật cái khả năng đặc biệt nữa nè. Wow, 34.000. Vậy là cái bé nữ hoàng của mình đã đẩy đi tem bạn một cách tốc độ luôn. Rồi, chỗ này thì đem được một chiếc búp ha. Ở đây thì 3/8 rồi các bạn ơi, cố gắng cày thôi. Khu vực Les. Wow, thành viên level 33. Ui chà. Rồi, nữ hoàng cưa nhẹ nha. Sau khi mà cưa nhẹ xong rồi mình sẽ bế cái bé hàng này nóng ra. Đó, hàng nóng ra nè, lắm. Wow. Rồi, ca này thì cho Heroic đi ha. Đây, tiếp theo thì nữ hoàng đi. Xài chiêu đặc biệt cho nó máu lửa các bạn à. Rồi, hàng mới. Đây, cho bé này ra lụm cái đi cho nó sớm lên răng các bạn. Hiện tại đang nằm ở răng đồng bậc 2 thôi hả. Rồi, sau đây thì sẽ đến với màn trình diễn của Heroic đi nha. Lụm thêm cái nữa. Đủ đam không nè. Tốt luôn. Wow, victory. Rồi, chỗ này thì anh em mình ra thu hoạch tiếp nha. Ổn áp luôn các bạn ơi, 4/8 rồi. Anh em mình còn thiếu một chút xíu nữa thôi. Rồi, anh em trong team thì cố gắng cày nhiệm vụ nha mọi người. Ôi chà, ủa sao à? Mình đang ở ngoài đó ta. Anh em mình về nhà mới được. Nhà mình đâu rồi, HNT Channel rồi. Đi kiếm cái nhà mới được. Đâu rồi? Đây, chui về nhà ở các bạn ơi. Đi rồi là bán mảnh. Đi bán mảnh cho anh em rồi ra tạo clan. Ra đổi mảnh cho anh em xong rồi mình phải đi về nhà các bạn. Đó. Rồi bây giờ thì anh em mình. Ôi chà, không có mang được mấy cái bé xịn xịn vô đây rồi. Tên bạn thì đội hình này. À, mình có nữ hoàng. Cần luôn các bạn ơi. Nữ hoàng Ma Cà Rồng của mình là thuộc cũng một tầm khá là đẳng cấp rồi. Cho nên nó là cũng không ngao ngán mấy cái thành viên này đâu. Mới vô thì anh em mình sẽ giao lưu nhẹ với lượng sát thương đang được X2. Đây, ngon lành nha.
Đạt thương nhân 2 luôn đây các bạn. Các bạn mặc dù level 41 một sao nhưng mà anh em mình nó thì ghê mà. Mình bây giờ là đã ở một cái tầm rất là đẳng cấp rồi. Đầu tiên là phá giáp trước nha. Wow, sau khi phá giáp xong rồi các bạn sẽ thấy được sức mạnh của mình. Mình hút máu trước nè. Đó, sau khi hút máu thì mình bật cái khả năng giật đam lên nha các bạn. Wow, victory. Rồi, ở đây mình được thêm chiếc rương nữa. Để xem coi rương ra cái gì đây. Ui, ra được cái món Advent Maraca này các bạn. À, ngon nha. Bởi vậy là tính ra anh em mình đánh trong khu vực arena này vẫn kiếm được món để chơi Advent nha các bạn. Rồi, vô kèo. Ui, ca này hơi căng nha. Đội hình tên bạn mình thấy có ma cà rồng mà level là 40 lần các bạn ơi. Anh em mình mới 35 à. Tính ra là cuộc chiến này sẽ là cuộc chiến không cân sức nha. Rồi, Advent thì hãng tay có hướng dẫn các bạn trên cái trang web của mình là trahangtaychannel.com nha mọi người. À, mình có mở sẵn bản đồ cho anh em rồi. Anh em nhớ ghé vào xem các bạn thích lấy món gì thì tranh thủ bế hết nha. Rồi, chỗ này arena thì ca này mình thấy hơi khoai cho nên mình sẽ né. Tên bạn level 45 và 1 sao lượng. Cái ca này nó còn gắt hơn ca hồi nãy nữa. Cho mình đổi tem được không? Mình lấy mấy cái con cù bắp ra mình đánh đi các bạn ơi. Chứ tầm này vô là quýnh không lại rồi đó. Cho nên thấy là đội hình tên bạn nó quá khủng đi. Nó quốc vàng Titan mà 4 sao như vậy. Thiệt tình là vô là nó vả mình là đi du lịch xa bờ liền. Đổi tem anh gì ơi. Rồi ôi cha ca này 40. Ui có Kama nữa. Thôi Kama nó lóc chịu gì nổi. Nữ hoàng level 43. Gắt dữ. Anh em mình 35 với 43. Ca này thiệt tình nó cũng hơi căng. Nhưng mà ok thích thì mình chiều mà. Bây giờ khiêu thì sốt. Bây giờ là không ngán nữa. Rồi anh em mình thì giao lưu nhẹ với Heroic của tên. Ủa lộn, nữ hoàng của tên bạn nha. Đây, bé này thì khắc chế được nữ hoàng các bạn ơi với tuyệt chiêu sát thương nhân 2. Rồi nữ hoàng giật đam coi. Yeah, 32 nghe. Tiễn tên bạn về dùng mình yên ở luôn. Wow, các bạn thấy cái tên mình nó bá đạo ghê chưa. Rồi sát thương nhân 2. Cái này không biết đủ đam không đây. 9.000 mấy hả. Thiếu một chút xíu hả. Thiếu có một chút xíu thôi các bạn ơi. Rồi, ca này hơi gắt nha. Bật cái hút máu lên trước. Đó, cái gì chứ các bạn thấy chiêu hút máu mà hồi các bạn cứ ra quất cho mình nha. Mà nhớ hút cái lượng máu tên bạn còn nhiều nha. Chứ máu nó còn có chút xíu các bạn hút không có được đâu nha. Nó không có máu cho mình hút ấy. Rồi, ca này thì anh em mình chạy ra ngoài thu hoạch cái nhẹ nữa nè. Đó. Tranh thủ làm nhiệm vụ tốc độ các bạn ơi. Rồi sau đây thì chúng ta sẽ đến với là arena. Nhưng mà ca này có độ hơi khoai. Tên bạn nó 2 sao lận. Cái dòng mà 2 sao nó quýnh hơi gắt đó mọi người. Wow, ca này thì mình thấy cũng hơi gắt nè. Đánh không lại đâu. Đổi tem đi. Ôi nữa hả. Kalmat level 40 1 sao. Mấy con Kalmat nó ngặt ở cái chỗ là khả năng block á các bạn. Cho nên là mình hơi ngán nó một tí thôi. Chứ mình cũng không có sợ nó đâu. Wow. Rồi tầm này thì anh em mình sẽ bế nhẹ đi. Biết quýnh không lợi rồi bế gì nữa chạy đi chứ. Rồi Titan thôi né luôn. Nữ hoàng. Ôi gặp Sinful mà 1 sao nữa. Rồi Legend thì ok cân. Legend mặc dù tên bạn là level là 40 nha. Anh em mình 35 thôi. Nhưng mà mình nhắm là chúng ta gồng để chắc được á. Rồi rồi, mới vô ha. Mới vô thì anh em mình sẽ cho bé nữ hoàng ra cưa nhẹ với tuyệt chiêu số 2 trước nha mọi người. Sau đó bật lại cái hút máu. Đó, coi như là anh em mình chưa mất gì. Sau đó là chạy vô chờ chiêu nó hồi. Sát thương tăng 30%. Ok. Ôi, ơi con này nó sát thương nhân 2. Ui, căng thiệt rồi các bạn ơi. Ca này hơi gắt nha. Ê, ca này gắt rồi các bạn ơi, tên bạn nó đam với mình mới đau. Thôi, đành phải cho bé lá ra đi. Rồi, nữ hoàng thì ráng hút miếng máu. Đây.
Ôi ca này thì tình là ráng gồng thôi các bạn ơi, đội hình Tây Bạn nó mạnh hơn mình quá nhiều. Con này nó sát thương nhân 2 ấy, cho nên quýnh rất khó chịu, mà level lại là 40 nữa. Ôi. À, mình có sát thương nhân 2 nhưng mà không đủ đam nha. Nếu như mà cái chiêu hút máu này tạm ổn đi, mình còn sống thì chúng ta còn cơ hội. Ui, ổn rồi. Mình còn sống là còn cơ hội, này là không còn sống luôn các bạn ơi. Ok, và anh em nào chưa đăng ký kênh đừng quên để lại cho mình một lượt đăng ký nha. À, các bạn thích mua những cái mảnh rồng nào đừng quên liên hệ trực tiếp với mình qua Facebook nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.